Dù còn nhiều khó khăn thách thức, song xác định việc chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngành giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên đã tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản lý và đổi mới chất lượng dạy và học. Sự vào cuộc tích cực đó đã góp phần đưa công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục huyện Điện Biên đạt được nhiều kết quả tích cực, dần khẳng định hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, dạy và học và hơn thế là tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của huyện nhà. Chỉ cần một cú click chuột trên hệ thống, các thông tin của học sinh, đội ngũ giáo viên và những biến động trong nhà trường, văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được ban giám hiệu trường trung học cơ sở xã Pom Lót huyện Điện Biên cập nhật và nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng thông qua hệ thống các phần mềm quản lý. Dữ liệu của ngành giáo dục đã được cập nhật vào hệ thống phần mềm, giúp cho cán bộ quản lý tiện lợi hơn thay vì quản lý thông qua hồ sơ, sổ sách như thời gian trước đây. Sự thuận lợi không chỉ đối với những người làm quản lý, mà việc vào sổ điểm cho học sinh của những giáo viên bộ môn này cũng được đơn giản hóa bằng công nghệ thông tin. Những con số được nhập lên và dễ dàng sửa đổi mà không cần phải tẩy xóa trên những trang sổ điểm bằng giấy. Các phần mềm công nghệ thông tin giúp công tác quản lý và dạy học tại các cơ sở giáo dục thuận lợi hơn nên được đội ngũ giáo viên tại các nhà trường tích cực hưởng ứng, sử dụng và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Việc chuyển đổi số đối với cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường là 100%, các đồng chí đều đồng tình, ủng hộ và thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó. Và đặc biệt là trong cái quản lý về cái chuyển đổi số quốc gia này, nhà trường có các phần mềm, cơ sở dữ liệu là các đồng chí giáo viên cập nhật thường xuyên liên tục, đảm bảo đúng đủ chính xác số liệu. Và đặc biệt là trong năm học này, nhà trường đã được phòng giáo dục và đào tạo cũng là kết hợp với VNTV Điện Biên tập huấn để sử dụng sổ điểm điện tử và được đánh giá cao. Cũng chuyển đổi số này cũng để cho giáo viên sẽ thuận lợi hơn và trong việc sử dụng thuận lợi hơn rất là nhiều. Hầu hết các buổi học của đội ngũ giáo viên trường tiểu học Thanh Sương số 1 huyện Điện Biên giờ đây đều áp dụng công nghệ thông tin và phục vụ giảng dạy. Thiết kế các bài giảng điện tử, trình chiếu cho mỗi môn học đã trở thành thói quen của cô và trò nhà trường. Và để có được những kỹ năng thành thạo, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quá trình dạy học, các thầy cô đã được hình thành và rèn luyện khá kỹ trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, phải dạy học trực tuyến. Cùng với điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng viễn thông thuận lợi, giáo viên đã tích cực sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động giảng dạy học tập. Nhờ vậy đến nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học đã giúp thầy và trò nhà trường phát huy được khả năng tư duy sáng tạo và từng bước chuyển sang phương pháp giảng dạy tích cực thay vì giảng dạy theo phương pháp truyền thống như trước đây. Đối với đơn vị nhà trường thực hiện cái chuyển đổi số thì nhà trường đã làm tốt trong cái công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, chỉ đạo và chỉ đạo giáo viên trong cái việc thực hiện khai thác hệ thống bài giảng thư điện tử để ứng dụng vào các cái bài dạy hàng ngày và trong cái quá trình hướng dẫn đánh giá học sinh. Thì đối với lại cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái quá trình giảng dạy thì giáo viên đã nhận thức rất là sâu sắc và thực hiện rất là tốt trong những năm vừa qua và trong thời gian hiện nay. Đến thời điểm này, 100% các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Điện Biên được trang cấp các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin như máy tính, máy chiếu, phòng họp trực tuyến và được kết nối Internet cáp quang tốc độ cao. Một số ít điểm trường chưa có điện lưới thì được triển khai sử dụng mạng không dây 3G, 4G. Nhờ vậy, mỗi năm có trên 10.000 tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng trong các nhà trường. Nhờ làm tốt các hoạt động bồi dưỡng trực tuyến, các nhà trường cũng sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, hệ thống hồ sơ công việc, cổng thông tin điện tử. Ngoài ra, ngành còn phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử cá nhân, thí điểm sử dụng sổ điểm điện tử đối với cấp trung học cơ sở, góp phần cải thiện đáng kể về chất lượng dịch vụ và giáo dục trên địa bàn. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện công tác chuyển đổi số, trong thời gian qua thì Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo các trường làm tốt công tác truyền thông phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh và người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo, phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng, thông tin đáp ứng nhu cầu sử dụng trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục và các hoạt động chuyên môn trong các nhà trường, chỉ đạo các trường sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu quốc gia,
phổ cập giáo dục xóa mù chữ, quản lý trường học, đồng thời cũng chỉ đạo đội ngũ tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ như hiện nay, công nghệ thông tin là yếu tố quan trọng và cần thiết để góp phần lan tỏa rộng rãi về chuyển đổi số. Vậy nên, để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục huyện Điện Biên đã và đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong giảng dạy. Và trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên sẽ tiếp tục đầu tư các thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và chỉ đạo đội ngũ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp các nhà trường thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về chuyển đổi số, sớm đưa giáo dục và đào tạo tại địa phương ngày càng phát triển.